củng cố 5 phút cho một cái tiết học thì cô làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vào học liệu. Chúng ta chọn bài giảng. Ở góc bên phải có thêm mới thì cô nhấn vào thêm mới. Ví dụ cái nội dung của em sẽ là củng cố bài số 1. Chúng ta chọn khối để dạy. Chọn môn. Rồi chủ đề, đây là bài 1 nên em chọn cái chủ đề bài 1. Nhấn vào lưu. Rồi cái giao diện này xuất hiện. Thì cô nhấn ở bên trái á, nó có cái dấu cộng. Thì cô click vào cái dấu cộng này, nó sổ ra một số lựa chọn cho thầy cô. Thì ở đây là bài củng cố. Thì em sẽ chọn là bài tập, nó có màu đỏ. Thì cô đặt cái tiêu đề, em đặt là củng cố bài 1. Đây nó có dạng đưa bài PDF ở đây, thì cô có thể nghiên cứu thêm phần PDF nha. Rồi em nhấn vào lưu. Rồi chỗ thêm câu hỏi xuất hiện như thế này. Thì cô có thể nhấn vào thêm câu hỏi mới. Đây nó có nhiều dạng câu hỏi, em chọn câu hỏi 1 đáp án. Cái này em nhập 1 cộng 1 bằng. Chúng ta trả lời như thế này. Nhập đáp án vô. Rồi dùng chức năng copy giáp. Thì cô chọn đáp án là 2. Rồi ở dưới đây lời giải thì cô có thể nhập vô. Sau đó thì cô nhấn lưu lại. Em ví dụ trong bài củng cố này em có một câu hỏi, còn thì cô muốn nhiều thì cô cứ nhấn vào thêm thì nó sẽ tạo ra nhiều câu hỏi. Rồi bây giờ em trở về cái giao diện chính thì cô nhìn thấy trên góc trái nó có chữ K 12 online nè. Kê vô cái chữ trang chủ thì cô nhấn vô nó sẽ về cái trang chủ. Chúng ta sẽ vào lại cái học liệu, chúng ta vào cái bài giảng chúng ta vừa tạo phần củng cố nó nằm đây thì cô. Và cái trạng thái của nó là đang biên tập. Nghĩa là học sinh nó, mình đưa lên thầy báo biểu thì học sinh nó cũng chưa làm được. Thì thầy cô duyệt cái nội dung này thì học sinh mới làm được. Để duyệt thì cô gây chuột qua bên phải cái chỗ dấu chép nè, gây chuột lại nó có chữ duyệt bài giảng. Thì cô click vào đó. Duyệt, khi thầy cô duyệt bài thì nó sẽ có chữ đã duyệt có màu xanh lá cây. Rồi bây giờ chúng ta vào cái thời khóa biểu. Chúng ta sẽ đặt cái lịch dạy cho mình ngày mai. Đây, ví dụ em chọn ngày mai là 20 tháng 9. Ví dụ em dạy em đặt tiết 2 buổi chiều. Rồi, bắt đầu sẽ là 14:45. Lớp, em dạy lớp là nhóm 12B1. Môn, tin học. Loại học liệu, bây giờ chúng ta tạo lớp học ảo như bình thường của chúng ta. Một tiết học của chúng ta là 45 phút. Giờ em chừa 5 phút cuối ra để em 5 phút cuối để em củng cố. Thì em đặt cái thời gian học của chúng ta, của các em học sinh là 40 phút. Chúng ta nhấn vào lưu. Nó sẽ tạo cái lịch học như thông thường. Rồi sau khi lịch học tạo ra ở đây, thì cô sẽ click chuột trái vào đây. Thì cô kéo chuột lên ha. Nó có khi nó ẩn dưới này nè. Thì cô kéo lên. Đó. Nó có chỗ thêm học liệu. Thì cô sẽ chèn cái củng cố vào cái thêm học liệu này. Thì cô click chuột trái vào thêm học liệu. Thì cái thời gian tiếp theo sẽ là 15:26. Thì cô nhìn lại nha. Đây, thời gian kết thúc là 15:25. Rồi thì cô kéo chuột vô. Click vô thêm học liệu. Thì cái thời gian bắt đầu củng cố sẽ là 15:26. Và nó chạy đến khi nào hết tiết học thì thôi. Thì nó còn 5 phút cuối, nó chạy tới hết tiết học là 15:30. Thì cô sẽ chọn cho em là không phải là lớp học ảo, không phải là bài kiểm tra nữa, mà thì cô chọn là bài giảng. Ở đây cái bài giảng thì cô chọn cho em là củng cố bài 1. Cái này hồi nãy em vừa tạo xong cái củng cố này cô. Nội dung thì cô chọn củng cố bài 1. Rồi thì cô luôn. Thì lúc này thì cô nhìn lại cái chỗ thời khóa biểu của mình nó có hai màu. Một
đoạn sẽ là lớp học ảo và một đoạn sẽ là cái bài củng cố. Ở trên cái thời phát biểu học sinh cũng vậy, nó cũng sẽ có hai màu. Sau khi thầy cô dạy hết thời gian lớp học ảo thì các em sẽ vào làm cái phần bài củng cố này để nộp cho thầy cô. Thì đây là cách tạo cái phần củng cố 5 phút cuối. Xin cảm ơn.